chạy lên đấy. Một đầu chúng ta chạy ngược về. Hôm sau lái xe lên sao? Đừng bốc con bẩn. Đút cho em ăn đi con. Há mồm ra, tít há mồm ra chị đút, há mồm ra, tít há mồm ra, há mồm ra. Đấy chị. Đấy tình cảm chưa? Úi giời. Hôm nay này. Chiều cháu lắm. Con bế thằng Tít là bà không không than giống như bọn kia nhỉ? Nó tùy từng thời điểm. Giỏi. Ăn bẩn quá cái ấy. Trông kìa. Đi đâu, đi đâu, đi xuống giường kiểu gì đấy? Cho em ăn với con. Tình cảm thế nhỉ. Ui hai chị em cắn cái sợi mì kìa. Sao con đi kiểu gì thế ra ấy? Rồi hôm nay mình hết ốm rồi đúng không? Mình hôm ốm mình chơi lại hai ngày ốm phờ phạc nôn nhờ. Tình cảm chưa? Đấy. Tình cảm. Bông hoa này. Tít ơi, bẩn tay bẩn tít ơi. Bông hoa này. Tít ra tít. Này các bạn. Bông hoa nôn này. Con ăn đi. Úi thằng em, cẩn thận con ơi. Bỏ mồm ăn đi con trai. Đúng rồi. Kinh quá, chơi cả bốc tay vào mồm. Đấy, hôm nay bố Mít mới mua cho Mít bộ cá này. Đấy. Cá để đập đấy, để Mít đập Mít câu cá đấy. Tí là mẹ quay video Mít câu cá nhá, cho các bạn xem nhá. Rồi Mít ăn đi nhá. Ôi, cái anh này, anh cho mì vào cái hốc cá này. Anh Tí đây, anh bẩn vừa thôi. Ừ. Anh Tí đây, anh bẩn vừa thôi. Thế thôi nha, chào các bạn nhá. Mít chào các bạn đi. Rồi, Tít chào các bạn đi, bye đi, bye các bạn đi, Tít bye các bạn đi. Mới hơn 1 tuổi mà đòi làm các bạn cơ. Em tôm cho nhá, tôm nhá. Em tôm nào? Em hiu hơn vượn mà. Cái dân làm cái gì? À, tôm à? Em à. Giỏi quá nhỉ. Một sợi dài thế. Bạn Tít đây, bạn ăn kiểu gì đấy bạn Tít đây. Dài mà quá. Bẩn quá bạn Tít đây. Thôi bye nhá, bye các bạn nhá. À, bye giống như phương hướng dưỡng ấy.